Hôm nay Khởi sẽ giới thiệu với anh em một đôi giày Antini A bản mới nhất năm 2020. Đây là một trong hai mẫu Easy 350, con này và con Easy Sea Chin bạn nhé. Đây là một trong hai bản mới nhất năm 2020 của dòng Adidas phiên bản nâng cấp bạn nhé. Đặc biệt cái màu của nó anh em nhìn rõ không? Con này nó sẽ nâng cấp hơn, nó phối màu vàng chanh rất là đẹp luôn này. Màu vàng chanh thì cực kỳ đẹp. Đấy, ok chưa? Màu rất là đặc biệt và trên thị trường thì hiện tại cái màu này cũng chưa có. Nếu hiện tại trên thị trường bây giờ nó đang thông dụng là Easy Antini A cái bản mà có phản quang dây thôi. Thì anh em nhìn kỹ nhé, con này của nó là dòng full phản quang toàn phần. Ok chưa? Mình sẽ cho anh em check cho em xem full phản quang toàn phần này. Ok chưa? Đấy, nó là dòng full phản quang toàn phần cho anh em luôn. Phản quang cả dây cả dài. Quá đẹp đúng không anh em? Rất là đẹp luôn. Ok nhé, ba vạch phản quang này, tất cả dây cả dày full phản quang. Rồi, và tiếp theo mình sẽ cho các anh em xem cái đặc biệt của nó tất cả này. Phải form dáng này nhìn nhá. Rất là đẹp. Form dáng nó quá đẹp luôn. Ok chưa anh em? Rồi, tiếp tục này. Tiếp tục khi một con đây là một con hàng mình giới thiệu với anh hàng layout anh em nhé. Con này nó sẽ cao cấp hơn cái dòng phiên bản hàng 11 anh em ạ. Đấy, con này nó sẽ là phiên bản cao cấp hơn cả hàng 11 cho anh em. Anh em bây giờ mình sẽ check bốt cho anh em xem nhé. Chúng ta sẽ dùng cái đèn flash điện thoại này, chúng ta check bốt này. Ok chưa? Anh em sẽ dùng đèn flash điện thoại check bốt soi tất cả những con đường hàng từ dòng hàng 11 trở đi đến hàng layout và outen thì tất cả là bốt của nó là bốt hạt, bốt lén, xịn một bốt xịn anh em nhé. Còn là bốt xịn đấy. Anh em soi đèn flash anh sẽ nhìn thấy tất cả những đường đường hạt bốt bên trong nó xếp vào với nhau này. Rất đẹp luôn này. Em sẽ nhìn kỹ cho anh em chút, cái đèn nó hơi lóa thì anh em nhé. Ok, và chúng ta soi đèn bốt bằng cái đèn điện thoại thì nó sẽ đèn flash điện thoại nó sẽ chuẩn hơn, chứ mà chúng ta soi đèn pin thì nhiều khi nó sẽ cường độ ánh sáng lớn hơn, cái bốt gì nó cũng sáng đúng không, kể cả nào không này. Bốt thứ nhất là sáng, thứ hai và nhìn cái từng hạt bên trong. Ok chưa? Đấy, rất là đẹp luôn. Em phải nhìn là khi tôi xoay vào bên từ bên trong ra đấy là cái xoay bốt cách đơn giản nhất của anh em là xoay từ trong ra từ ngoài vào trong thì nó nhìn chuẩn hơn. Và anh em xoay từ trong ra ngoài nhé, không chúng ta phải xoay vào cái phần nhựa này, em nhìn rõ chưa? Vào phần nhựa này có ló này, đây cái phần này này. Đây phải cao su luôn này thì nó sẽ nhìn thấy rõ từng hạt bốt như này. Như một cái tổ ong thôi, em nhìn rõ chưa? Đến như những con hàng rất thường hoặc hàng super thì anh em xoay đây nó sẽ cho dù nó chỉ là hàng bốt khuôn thôi. Thì em soi những phần nhựa này sẽ không ra bốt, nó sẽ không nhìn thấy hạt bốt như này, mà người ta sẽ vị trí soi vào đây mới nhìn thấy hạt bốt thôi anh em nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta soi trực tiếp vào những cái phần nhựa này thì nó sẽ nhìn rất là rõ. Ok chưa? Soi vào còn thường các shop mà livestream mà hàng đơn hàng đấy là người ta hay soi vào những cái phần này, phần này. Nếu mà con hàng rất thường thì anh em chỉ nhìn cái vân thôi chứ không nhìn cái đường kẽ sâu bên trong của nó như này được, em nhớ đấy. Một con hàng 11 trở lên thì anh em sẽ nhìn được cái đường kẽ sâu như này. Và khi chúng ta một cái hàng 11 thì nó vẫn là dòng hàng fake cao cấp thì sẽ tất cả những đường kỳ keo chỉ hiếu nó không để được chuẩn được như những con hàng layout hàng siêu cấp này anh em nhé. Ok chưa? Em nhìn kỹ này, tất cả từ đường keo đi chứ không có một bất kỳ 1.000 con như một luôn, không một tí đường keo thừa keo thiếu nào, em nhìn rõ chưa? Đấy, đường keo rất là chuẩn luôn này. Em nhìn rõ đấy, đường keo rất là chuẩn nhé, không một tí keo thừa là luôn. Như hàng 11 thì chúng ta nhìn nó vẫn có thể dây ra một tí vết keo đúng không ạ? Đấy, như cái dòng layout này thì ít khi lắm. Và đặc biệt anh em này, một cái hàng 11 thì nó không có bao giờ có cái con chít chống hàng nhái hàng giả này em nhé. Chỉ những dòng chính hãng, hàng chính hãng hoặc layout thì nó sẽ có con chít hàng nhái hàng giả, chống hàng nhái hàng giả. Cách để anh em kiểm tra con chít, anh em dùng cái đèn flash, lại dùng đèn flash nhá. Anh em soi vào cái tag của nó này. Đấy, nó nằm giữa bên trong cái tag anh em, có một con chip, em nhìn rõ con chip này ạ. Đấy, nhìn rõ con chip này. Con chip này là ở cái cơ khi mà bên quản những cơ quan chức năng về kiểm tra chất lượng sản phẩm đấy thì người ta sẽ dùng có một cái máy chuyên dùng, người ta quét được con chip này nó có phải hàng nhái hàng giả hay là hàng thật hay không. Còn những con hàng nhái thì sẽ không thể nào có được những con chip như này. Các bạn nhìn rõ chưa? Rất rõ con chip luôn, đúng không ạ? Đấy, ok chưa? Đây, chúng ta để bình thường này, mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được nhá. Mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng chúng ta dùng một cái đèn này chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ngay này. Ok chưa? Đây, đây là phiên bản Antinia
Đây là bạn, một trong hai bạn mới nhất của dòng Azidab, mới ra năm vào cuối năm 2019 và tung ra thị trường vào đầu năm 2020. Còn lại về con EasyChin, EasyChin thì trong video trước mình đã hướng dẫn anh em và đã cứng check cho anh em xem rồi đó, đúng không ạ? Đấy. Anh em con này thì hiện tại nếu như mình tham khảo giá thị trường bây giờ các shop đang bán là 1.1 nó rơi vào tầm 1,2 triệu trở lên. Đây là giá đã sell các bạn nhé, giá rẻ nhất. Còn những cái hàng live out này bây giờ hình như là phải tầm trên 2 triệu gì đấy các bạn nhé. Và bên shop Nhất Mao đang có chương trình giảm giá rất là đặc biệt anh em ạ. Đấy, các bạn quan tâm đến những mẫu giày slicker các bạn liên hệ vào inbox trực tiếp vào fanpage Vua Giày Nhất Mao các bạn nhé. Thì có rất là nhiều dòng giày slicker phải nói là hot nhất thị trường bây giờ, và đặc biệt là giá thì cực kỳ cạnh tranh em nhé. Cái giá này thì anh em cứ thể inbox vào thì giá chắc là anh em sẽ được có giá ưu đãi rất là rẻ luôn các bạn ạ. Đấy, anh em muốn quan tâm về giá thì cứ ebook và tham khảo, chắc chắn các bạn không bao nghĩ được cái việc anh em bỏ ra chỉ tầm mấy trăm nghìn thôi đã được sở hữu một đôi giày như video mình đang làm các bạn nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video, anh em thấy hay video hay thì bổ ích anh em bấm đăng ký kênh cho mình nhá. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.